shopjgray.vn, số máy gặt an toàn, uy tín và chất lượng. Giao dịch tự động bao gồm vòng quay kim cương, có cơ hội nhận đến 9.999 viên kim cương chỉ với 20.000 đồng. Thử ngay vận may để nhận những ạc siêu VIP, đồng thời còn rất nhiều phần thưởng khác đang chờ đợi các bạn. Còn không mau truy cập ngay shopjgray.vn. Hello, chào mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Mr. J Gray đây. Chào mừng các bạn đã quay trở lại video mới của mình trong ngày hôm nay. Ngày hôm nay có tin vui rồi nè anh em. Thấy gì đây không? Một cái cục màu tím như thế này, các bạn có biết đây chính là Titan nào không các bạn? Trời, ngay bây giờ còn có mấy thanh niên trả lời cái cục này là của Titan Cameraman với Speakerman nữa, là kiếp này coi như bỏ nha các bạn nha. Đây mình nói luôn, đây chính là cục lỗi năng lượng của Titan TV Man đó các bạn. Let's go baby. Và bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem khuôn mặt của anh ấy, các bạn có đồng ý hay không? Đồng ý thì để lại cho video này một nút like ủng hộ cho anh Jay nha. Còn những bạn nào là tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng kênh ở phía dưới nha các bạn. Thì nói chung là cái này á là mình đã rất là khó khăn để có thể đi tìm được nó nha các bạn nha. Bởi vì anh hai của mình đã giấu những bức ảnh này cực kỳ kỹ luôn. Ảnh đăng cái ảnh xóa liền các bạn à. Cho nên là ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lên xem khuôn mặt của Titan TV Man, coi coi là anh ấy đã được sửa chữa chưa nha các bạn nha. Let's go baby, đi theo mình nào các bạn ơi. Nhìn nè. Sửa chưa ta? Let's go! Đã sửa rồi các bạn ơi! Cái màn hình đã sửa. Nhưng mà ngay bây giờ cái màn hình này giống như là một cái màn hình nhiễu bị mất sóng vậy đó các bạn. Nhưng mà chưa đâu, ảnh còn được nâng cấp rồi các bạn. Muốn biết ảnh nâng cấp gì không? Muốn biết thì để lại cho video một nút like đi. Chứ cô từ nãy giờ chỉ bấm like cho anh Jay các bạn. Anh Jay là kinh bị xem trụ nhiều nhất trên YouTube này gọi các bạn à. Bây giờ nó làm cho anh giờ một nút like nha. Và đừng quên là hãy đăng ký kênh luôn nha các bạn. Rồi bây giờ anh sẽ coi coi luôn. Bên đây nè. Đó, thấy gì không? Nâng cấp cặp loa màu tím. Bên đây cũng như vậy luôn. Chưa hết đâu, còn nâng cấp vũ khí mới nữa. Thấy gì đây không? Đây, nhiều bạn sẽ kêu, ủa anh Jay, nâng cấp tổ ong hả? Ừ, phải. Cái này là tên lửa đó mấy cha. Coi này. Wow, trang bị tổng thể thấy đẹp chưa? Nâng cấp loa lên đầu tivi, nâng cấp thêm tên lửa cưới bên này, gọi bọc lại bảo vệ cái lỗi năng lượng, thêm cả một cây súng laser và đã lấy lại là những cái móng vuốt đằng sau cũng như là một cái móng vuốt ở trên cái tay nha các bạn nha. Ngầu chưa? Ngầu không? Nhưng mà không những dừng lại ở trong tấm hình này đâu, ngày hôm nay mình với các bạn sẽ cùng mình vô coi video luôn, chịu không? Coi phim lên nó mới đã đúng không? Nếu mà muốn như vậy thì để lại cho video một nút like đến cái kênh nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi, mình cũng khá là hào hứng rồi các bạn à. Let's go baby. Ok các bạn ơi, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau coi Skibidi Toilet tập thứ 66 có gì nha các bạn nha. Đầu tiên là có Titan TV Man của các bạn. Nhưng mà ngay bây giờ trước bắt đầu video thì mình muốn cho các bạn xem cái hình này. Đố các bạn, đây chính là ai? Nhìn tấm hình này có láo không các bạn? Đúng rồi đó, đây chính xác sẽ là khuôn mặt của anh Jay sau khi mà anh Titan TV Man ra trận cho thằng quỷ G-Man biết thế nào là lễ độ các bạn à. Ngay bây giờ các bạn biết cho một ngày là gì, hãy bình luận tên ở phía dưới nha các bạn nha, để anh Jay thả tim nha các bạn nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu video thôi các bạn à. Nhấn nút like cho anh Jay nha các bạn. Let's go baby. Yo. Cuối cùng thì sau rất nhiều ngày, cái này là anh hai mình nói ở trên Discord của anh hai mình nè các bạn ơi, tôi sẽ chia sẻ một cái khung cảnh, một cái ảnh đã bị rò rỉ ra với mình nha các bạn nha. Yeah. Nice. Bạn chắc chứ, nguyên một tập luôn hả? Quá đâu, anh hai không có chia sẻ nguyên tập đâu. Không, đây chỉ là một tấm hình mà thôi. Đâu cho em coi anh hai. Ok cho coi đi. Có phải là Titan TV Man không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Ngà bây giờ hãy xem đây. Chuẩn bị coi nè các bạn ơi. Let's go. Wow. Hồi nãy chúng ta không được nhìn thấy cái cây súng, bây giờ được nhìn thấy nguyên cây súng rồi nè. Cây súng này có rất là nhiều nòng luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mình la các bạn. Phê thật chứ. Oh my god bro. Phê không? Phê thì nghe bây giờ bấm nút like nha mấy nấy. Okay. Ui, đây là một tay tầm được rất là nhiều bạn thích luôn á nha. Let's go. Nhìn ngầu dở lắm bro.
ghiền luôn á. Oh my god, hãy nhìn vào những cái tên lửa kìa. Đúng rồi, tên lửa bự quá. Anh ấy sẽ tiêu diệt những đứa toilet cho bà coi. Bây giờ sẽ làm một cái video luôn các bạn, cùng nhau coi nào. Hồi nãy chỉ là tấm hình thôi, bây giờ là có video luôn, hay không? Hay vậy là nhớ bấm like cho anh Jay nha, chứ đừng coi chùa nha mấy nữ. Nhớ năng nỉ, năng bấm like mình năng nỉ. Rồi vô coi, vô coi. Uầy, Titan Speed Cameraman bị vậy? Uầy mày đẹp bro, Titan Cameraman đang bị thương. Và hình như là cái tay của anh đã bị mất cái tay rồi các bạn ơi. Cái này là tập thứ 65 nè, và anh đã gục ngã luôn. Uầy mày đẹp bro. Và ông tiến sĩ đang tới làm gì vậy anh vậy? Let's go! Titan TV Man đã quay trở lại. Và đây chính là nguyên một cái video luôn. Cầm cái súng và chuẩn bị bắn ổng. Ê, vậy có nghĩa như là ông tiến sĩ ổng muốn lấy cơ thể của anh Titan Cameraman. Nhưng mà anh Titan TV Man đã tới các bạn ơi. Hay thì cái chứ, let's go đi. Cái này là một video khác. Quay mẹ đẹp cái gì đây? Wham! Bro, bro ai vậy? Titan TV Man. Nhưng mà sao lại xuất hiện ở trong tập thứ 65 thế này? Có thể đây là chính là một cái khung cảnh bị rò rỉ do anh Da Phu của mình làm. Nhưng mà anh ấy đã xóa rồi các bạn ơi. Wow, coi kìa, trời ơi, nguyên con dao màu xanh màu tím lẹ luôn. Bro. Phê thì cái chứ. Tụi Skibidi bắn ảnh kìa. Có sao không vậy anh ơi? Mày hả mày? Ảnh quá ngầu không hề xin nhê vậy các bạn à. Nhưng mà bộ trang bị của ảnh rất là giống như là trang bị của Titan Cameraman vậy đó. Khá là giống. Nhưng mà miễn sao ngầu là được rồi các bạn à. Let's go. Thôi cái loa đèn màu tím đẹp ghê luôn các bạn ơi. What? Có cả áo giáp bảo vệ lỗi năng lượng giống Titan Cameraman hả? Wait a minute. Và trên đầu của ảnh giống như có hai cái sừng nha các bạn ơi. Wait a minute, lạ vậy vậy? Nhưng mà ngầu thật cái chứ. Nhưng mà mình không hiểu là tại sao cái đèn này của anh không có làm cái khuôn mặt cười hay là khuôn mặt gì như ngày xưa nữa, mà chỉ là một cái khuôn mặt bị nhiễu mà thôi các bạn à. Oh, let's go. Chính là khuôn mặt này. Khuôn mặt này nè. À, anh Jay làm thôi mình miêu tả đúng nha các bạn nha. You serious? Let's go, baby. What? Cái này là anh hai của mình nè. What? Anh hai của mình đăng một tấm ảnh về Titan TV Man theo một kiểu khác nữa. Nhìn đi, cũng có hai cái loa hai bên, một cái màn hình màu trắng, một tấm khiên năng lượng nano, một cây súng. Và ở đây là một bộ đồ kèm với một cái cánh cũng như là bảo vệ lỗi năng lượng, y chang như là tấm hình hồi nãy luôn. Nhưng mà khác một cái là bây giờ còn có khiên năng lượng nữa. Nhưng mà năng lượng này là năng lượng nano nha các bạn nha. Wow. Nhưng mà anh hai của mình đã xóa tấm hình này rồi. Hèn chi mình vô Discord của anh hai của mình không hề thấy tấm hình này nữa nha các bạn nha. Ổng xóa mất tiêu rồi. Mà bây giờ mình làm video cho bạn coi, nhiều khi ổng chửi mình chết. Thế cho nên là bấm like cho mình nha bạn nha. Mình đã rất là lì lợm mới dám làm video cho các bạn coi á. Honestly, this does look very real if you don't look at it carefully. Ngầu chưa? Oh my god, vậy là bây giờ có nghĩa đây sẽ là hàng thiệt nha các bạn nha. Không còn là hàng giả nữa đâu mình đi. Phơi thì cái chữ. Bro, wow, bay luôn kìa. Và trên người còn có tên lửa nữa. Ui, đây là những cái khuôn mặt của anh có thể làm được nè. Wait a minute, my fan made là sao? Là anh kia anh tự làm lại sau khi tấm hình của anh Da Phu hay gì?
có thể là không phải đâu, mà do anh hai của mình ổng bấm nút đăng lộn, xong rồi ổng phải xóa liền các bạn. Cái mấy người này giả bộ, người ta nói là fan làm chứ không phải thiệt đâu, nhưng mà tin mình đi, đó là sự thật đó các bạn. Coi đi, màn hình này, loa này, súng này, gọi tên lửa này, giống như cái hồi nãy không, y chang luôn. Mà ở đây còn để ý nha, hình như còn có hai cây kiếm Nhật ở đây nữa các bạn. Oh my god. Wow. Đây nè, rõ ràng mồng một như thế này rồi, làm sao mà chối được hả anh hai? Anh tính giấu tụi em nó bao giờ? Ra lẹ lẹ đi nha, đợi hơn một tuần rồi chưa có tập mới nữa, kỳ thật chứ. Đã có một trận chiến rất ác liệt trong tập 66. What? Thực sự, ban đầu tôi nghĩ tập 66 Skibidi không có gì đặc biệt. Nó có thể là những trận chiến. Hình như đây là một người cũng phân tích giống như bạn Bùm. Đó là bạn Zero Anime nha mấy nha. Có thể thấy bao quát được trận chiến và tình hình hiện tại của các Titan. Bấm like liền cho mình nãy giờ nha các bạn nha. Nhưng hiện tại thì không, bởi đã rất lâu rồi chúng ta chưa có tập mới. Và một lý do nữa, tôi tin chắc rằng các trận chiến sắp tới sẽ không có những tập phụ, bởi vì có một blogger, người rất thân thiết với Da Football. Anh ta đã trực tiếp trao đổi với tác giả. Mình á và video trận trận đấu chỉ mới bắt đầu mà thôi, chứ chưa phải kết thúc đâu. Vì vậy là tập thứ 66 xin một trận đấu cực kỳ gay cứng nha các bạn nha. Tiếp theo sẽ dài 2 phút như thường lệ. 2 phút. Rất có thể trận chiến sắp tới có quy mô hoành tráng như tập 65 chăng? Hãy cùng chờ xem nhé. Và rất có thể ở trận đấu tiếp theo, Ranger Cameraman sẽ xuất hiện. Anh ta sẽ đầu vào cuộc chiến vì hiện tại Titan Cameraman đã bị thương quá nặng. Let's go. Ranger Cameraman là người mạnh thứ hai sau Titan TV Man, có thể giải quyết bài toán nan giải hiện tại. Hay. Vậy là có nghĩa tập thứ 66 khả năng cao là anh Cameraman Kirito sẽ xuất trận nha các bạn nha. Idol của mình, ảnh mà xuất trận thì mình sẽ rút cây kiếm này ra nha các bạn. Đây là cây kiếm bị niêm phong ấy. Tiếp tục. Chỉ huy toàn bộ quân đồng minh và tôi hy vọng rằng anh ta sẽ không làm cho chúng ta thất vọng. Không bao giờ thất vọng đâu. Nghĩ sao về điều này? Đúng. Để lại câu trả lời dưới phần bình luận. Quá đúng các bạn ơi. Các bạn thấy đúng hay không? Hãy bình luận liền nha các bạn nha. Và tập thứ 66 sẽ có anh Titan TV Man nữa. Thứ hai, tôi muốn đặt ra là điều gì đã xảy ra với hai Titan? Những tên tay sai của tiến sĩ Skibidi sẽ đến làm tổn thương hoặc thậm chí là giết hai Titan. Rất có thể Titan Speed. Vậy là giống như cái video hồi nãy, hai anh Titan sẽ bị gục ngã và thằng tiến sĩ nó sẽ tới và nó bắt hai anh nó về để thí nghiệm các bạn ơi. Hoặc là để ký sinh tiếp nha các bạn nha. Vậy là hôm nay từ nãy giờ chúng ta coi toàn là những cái có khả năng cao sẽ xuất hiện ở tập thứ 66 nha các bạn. Hơi bị hay nha bạn, bấm like liền. Tờ sẽ là người sống sót cuối cùng. Và việc anh ta chống lại những tên Skibidi khác để bảo vệ đồng đội của mình sẽ khiến anh ta kiệt sức và lâm vào trạng thái hôn mê. Bro. Và có thể kế hoạch trừ khử Titan Cameraman của tên tiến sĩ sẽ thành công. Tại sao giả thuyết này lại không thể xảy ra nhỉ? No. Vâng, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải đưa ra dự đoán của mình. No. Bởi vì từ những tập đầu, chúng ta chưa thấy được bất kỳ một hy sinh lớn nào trong cuộc chiến. Và hiện tại, tôi cũng vừa thấy được sự hy sinh đó trong tập 66. Và tại sao không, khi cuộc chiến đang đi đến giai đoạn cao trào này thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cha này chả kêu là anh Titan Cameraman sẽ phải hy sinh trong tập thứ 66 các bạn. Bro, nếu như mà anh hy sinh thì kiếp này coi như bỏ anh Kirito sẽ trở thành một sad boy đó. Titan Cameraman hy sinh sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh và là một tín hiệu báo động đỏ đối với binh đoàn liên minh. Và tôi hy vọng rằng nó sẽ không xảy ra. Đúng. Hãy viết một lời cầu nguyện đến với người anh. Ngay bây giờ các bạn bình luận là anh Titan Cameraman sẽ không chết nha bạn nha. Bình luận nghe các bạn nha. Anh hùng của chúng ta bên dưới phần bình luận nhé. Đúng. Hãy hy vọng rằng kinh nghiệm và sự tài trí của Titan Speakerman trong tình huống này. Và anh ta sẽ cứu bây giờ á, chỉ còn có mỗi Titan Speakerman mới có thể cứu được Titan Cameraman mà thôi. Tại vì anh Titan Speakerman sau tập 65 thì anh cũng bị thương, nhưng mà bị thương nhẹ nhẹ các Cameraman bạn. Cameraman như thế nào? Một điều chắc chắn ở tập tiếp theo, Titan Cameraman sẽ nằm bất động và không thể nào chiến đấu. Và chúng ta cũng có thể thấy Titan Speaker không bị thương quá nặng. Đúng rồi. Nó chỉ là những vết chảy và những tổn thương bên ngoài. Chính xác. Nhưng không sao đâu. Là anh ta đã bị kiệt sức với G-Man giả. No, God, please, no, no, no. Hãy hy vọng anh ta vẫn có thể chiến đấu tiếp với tay sai của lão tiến sĩ Skibidi để bảo vệ người anh hùng của chúng ta. Yên tâm. Và khi tiến sĩ Skibidi xuất hiện để kết liễu hai người họ, người anh hùng thứ ba sẽ xuất hiện để tạm thời ngăn chặn cuộc chiến này. Không ai khác, đó chính là Titan TV. Titan gì nói luôn đi em. Với đúng, Titan TV Man. Phê thật cái chứ. Anh dịch chuyển tức thời không thua kém gì tiến sĩ Skibidi. Chúng ta sẽ thấy được anh ta nhanh đến mức thằng tiến sĩ ăn cướp chiều chứ còn gì nữa. Anh ta sẽ cứu cả hai Titan bằng năng lực dịch chuyển của mình. Hay. Và với nâng cấp tiếp theo của mình, anh ta Ui.
Man. Cái gì vậy trời? Cái gì? Ăn cứa nào nó chế ra cái tấm hình này vậy? What? Tấm hình gì mà tai tình thiệp? Bro, tấm hình này là sai sự thật 100%. Ta có thể một vấn đề với Lão CBD và bọn tay sai của hắn ta. Tại sao lại không nghỉ? Mình nghĩ giả thuyết này vô lý nhưng lại vô cùng hợp lý trong cái tình cảnh rối ren hiện tại. Việc nâng cấp quá đà cho Titan TV Man là một điều dễ hiểu để chống lại tiến sĩ Skibidi. Tôi tin chắc rằng người sẽ đánh bại tiến sĩ Skibidi và kết liễu hắn ta không ai khác chính là Titan TV Man. Chính xác. Những đặc điểm quá đối tương tự nhau. Và tôi không muốn có bất kỳ một bản sao nào quá giống một bản sao nào. Đúng. Hãy chờ đợi báo ứng đến với lão tiến sĩ Skibidi khi ăn cắp vũ khí và năng lực một cách trắng trợn như vậy. Ăn cắp vũ khí, ăn cắp chiêu, ăn cắp tới gì luôn. Hy vọng lão tiến sĩ sẽ thất thủ và bỏ chạy tụt quần khi nhìn thấy sức mạnh quá ghê gớm của Titan TV Man. Đúng vậy. Tất cả sẽ an toàn. TV Man sử dụng năng lực dịch chuyển để đưa hai Titan kịp thời trở về căn cứ. Hãy nhấn like và đưa ra lời chúc Titan TV Man ở dưới phần bình luận nha. Hãy nhấn like và đưa ra lời chúc cho anh Titan TV Man sẽ quay trở lại nha các bạn nha. Hãy bình luận liền. Titan TV Man sẽ quay trở lại. Các bạn nào nghĩ giống mình hay không? Nghĩ giống mình bình luận lại em nghĩ giống anh nha. Còn giờ thì hãy dự đoán thời gian anh ấy trở lại ngay thôi nào. Ok. Tôi thực sự mong muốn tất cả những điều tôi vừa nói sẽ trở thành sự thật. Nhưng một linh cảm rằng Titan TV Man vẫn chưa trở lại trong tập 66 đã hiện lên trong đầu tôi khi tôi bắt đầu viết đến đoạn này. Bro. Tại sao ư? Bởi vì sự xuất hiện của trùng cuối phải để ở cuối tập 68 mới là một thời điểm chín muồi của sự hồi hộp. Bro. Thứ ba, rất có thể các đặc vụ cameraman có thể nhận được sự cầu cứu từ hai Titan. Và Plunger Cameraman sẽ tập hợp đội quân để đến và giải cứu hai Titan. Bro. Hoặc mạo hiểm hơn chỉ có một mình Plunger Cameraman. Tôi muốn Titan TV Man phải quay trở lại. Bro. Anh ấy bị quay trở lại sớm chứ anh ấy đã đi quá lâu rồi. Bởi vì anh ta biết rằng nơi này quá nguy hiểm để các đồng đội của mình có thể lao đầu vào. Anh ấy có thể đi một mình đến đó để cứu họ. Vậy anh kia tôi sẽ vô. Tốc độ của anh ta, nó có thể đưa anh ta đến đó một cách nhanh chóng. Và thêm hai nhân vật máu mặt nữa rất có thể sẽ tiếp chân theo Plunger Cameraman. Đó là ai ạ? À? Ai? Đó chính là hai người phụ nữ xinh đẹp nhất trong quân đồng minh. Người đầu tiên xuất hiện đó chính là TV Woman. TV Woman. Speak Girl Woman. Woman mà họ có thể. Ôi giờ camera woman đâu? Wait a minute. Không làm theo mình nghĩ á, camera woman sẽ ở căn cứ nha các bạn nha. Di chuyển rất nhanh. Tôi không biết có cần đến sự xuất hiện của Titan TV Man hay không. Nhưng tôi vẫn hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Bởi vì sao? Chúng ta đã thấy cái cách mà TV Woman dùng năng lực dịch chuyển để đưa Plunger Cameraman trở về trụ sở chính. Hay chứ. Và tại sao với Titan Cameraman thì boy. Không nhỉ? Có phải kích cỡ của anh ta quá to lớn khiến TV Woman không thể nào dịch chuyển anh ta? Đúng rồi. Và nếu giả thuyết thứ tư của tôi nêu sau đây sẽ xuất hiện ở tập 66 thì sao? Trong lúc Plunger Cameraman liều mình tấn công và cầm chân tiến sĩ Skibidi thì hai nữ nhân vật xuất hiện. Họ đến để trợ giúp hai Titan. Bởi vì tôi biết được những nhân vật này sẽ không bao giờ làm theo kế hoạch. Mà sự nông nổi đó, sự nóng tính đó chính là điều mà Titan TV Man đã dự tính từ trước. Đúng. Anh ấy sẽ xuất hiện và tập kích bất ngờ tiến sĩ Skibidi. Oh. Và tại sao không khi các nhân vật với tốc độ và dịch chuyển tức thời vẫn còn trụ lại đến tận bây giờ? Có phải Đa Quốc Cung đang muốn cho họ thể hiện nhiều hơn? Hay. Sẽ ra sao nếu Speaker Woman giải quyết những tên Skibidi tay sai? Bộ đôi TV Woman và Plunger Cameraman hội đồng cầm chân tiến sĩ Skibidi. Dịch chuyển kết hợp với tốc độ là một năng lực rất khó để kiểm soát. Đó là Kirito với Asuna. Trong lúc hai bên đang giằng co, Titan TV Man xuất hiện cho lão tiến sĩ Skibidi một cú đánh úp bất ngờ làm tê liệt toàn bộ đối thủ. Chính xác. TV ý tưởng hay. Sử dụng năng lực dịch chuyển để đưa Plunger Cameraman và Speaker Woman trở về căn cứ. Tiếp sau đó, Titan TV Man cũng sẽ làm hành động tương tự với hai người đồng đội của mình. Chính xác. Vụ giải cứu thành công tốt đẹp. Việc bây giờ chỉ là nâng cao phòng bị. Chờ hai Titan được sửa chữa thời để quay trở lại cuộc chiến. Ý tưởng hay. Quả thật, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lý thuyết điên rồ này. Wow, đúng là một ý tưởng hay các bạn. Có nghĩa là anh Cameraman Kirito và chị TV Woman sẽ quýnh ông tiến sĩ, rồi chị Speaker Woman sẽ đi quýnh mấy thằng nhỏ nhỏ, và anh Titan TV Man sẽ xuất hiện vào khúc cuối và bật đèn khải quyền kết liễu hết cho các bạn nha. Hoặc là không bật đèn khải quyền thì anh ấy bự mà anh có thể dịch chuyển được những anh Titan trở về căn cứ các bạn. Đó là một ý nghĩa cực kỳ hay. Ok, và cùng nhau chờ tập thứ 66 nè các bạn ơi. Nhưng mà trước khi chờ cái tập đó, để lại cho video một nút like nha các bạn nha. Video tới đây cũng đã phải kết thúc rồi. Còn những bạn nào lần tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút để kênh phía dưới nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn giờ thì mình bye bye.